chào các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Măng Non. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp mặt và làm quen với hai bạn khách mời. Đó chính là Lê Hoàng Ngọc Minh, một người yêu âm nhạc và dành một tình yêu rất lớn đối với cây đàn viola. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ gặp gỡ với một bạn nhỏ cũng đã quen thuộc với chương trình của chúng ta. Đó chính là bạn Lê Đức Hùng Anh, một tài năng trẻ với cây đàn piano. Chúng ta hãy cùng gửi lời chào tới các bạn khán giả đang theo dõi chương trình nhé. Xin chào bạn Thành Vi và các bạn. Mình là Lê Hoàng Ngọc Minh, 15 tuổi và đang học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Em xin chào chị và quý vị khán giả của chương trình Măng Non. Các bạn thân mến, với lần quay trở lại chương trình lần này thì mình cũng xin chia sẻ một niềm vui mà bạn Hùng Anh vừa mới đạt được. Và trên tay mình đây chính là bản điểm A cộng xuất sắc của chứng chỉ âm nhạc toàn cầu AMET Australia với trình thi Grade 4. Và đó cũng là một trình thi khá khó đối với một bạn nhỏ như Hùng Anh. Nhưng bạn ấy đã xuất sắc vượt qua, được hội đồng thi đánh giá cao về tài năng piano của bạn. Xin chúc mừng Hùng Anh với thành tích vừa đạt được. Em cảm ơn chị. Và nhân đây cũng xin bật mí với các bạn rằng bạn Ngọc Minh và bạn Hùng Anh là hai chị em họ. Các bạn thân mến, Lê Hoàng Ngọc Minh với nickname là Ruby là một cô bạn rất đặc biệt bởi niềm đam mê với âm nhạc. Vậy thì Ngọc Minh này, không biết là cơ duyên nào đã đưa bạn đến với âm nhạc? Mình được sinh ra trong gia đình truyền thống là âm nhạc, vậy nên từ nhỏ mình đã được học và được chơi nhạc cụ nhiều. Mình rất yêu âm nhạc và âm nhạc cũng là một phần của cuộc sống mình. Vậy thì chắc hẳn là hai chị em đều có một niềm đam mê với âm nhạc và nhạc cụ từ khi còn rất sớm đúng không nào? Mình đã làm quen với nhạc cụ đàn piano từ hồi 5 tuổi và đến khi 10 tuổi mình được học violon và 11 tuổi mình thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và mình chuyển sang học viola. Đó là những dấu mốc rất là quan trọng đã ghi được những dấu ấn của bạn trong quá trình gắn bó với âm nhạc cũng như là với nhạc cụ viola. Sinh ra trong một gia đình với truyền thống âm nhạc như thế thì đó có phải là một điều kiện thuận lợi dành cho bạn không? Tất nhiên rồi, bởi vì mình được tiếp xúc với âm nhạc từ bé và ngày nào mình cũng nghe nhạc và ngày nào mình cũng tập đàn nên là cũng rất thuận lợi khi mình học nhạc. Thì chắc hẳn là bạn cũng có một niềm tự hào rất là to lớn đối với truyền thống của gia đình. Vậy thì không biết là niềm tự hào đó là như thế nào nhỉ? Từ ông bà nội của mình đến ba mẹ mình và chú mình đều là thầy cô giáo dạy âm nhạc. Vậy nên mình rất tự hào về gia đình mình. Vậy thì sinh ra trong một gia đình với truyền thống nghệ thuật như thế thì không biết là bạn có cảm thấy đó cũng là một cái áp lực dành cho bản thân không nhỉ? Với mình thì mình không áp lực về chuyện này bởi vì có những người thân như thế nên mình được truyền cảm hứng và bởi vì âm nhạc cũng là đam mê lớn nhất của mình nên mình rất là vui với điều này. Xin chúc mừng hai bạn khi mà được sinh ra trong một gia đình với truyền thống âm nhạc và nghệ thuật lâu đời như vậy. Vậy thì mình nghĩ rằng là chắc hẳn là cái áp lực duy nhất mà các bạn gặp được đó chính là làm sao để mình có thể chơi hay hơn mọi người. Bạn đã vượt qua cái áp lực ấy như thế nào nhỉ? Mình vượt qua bằng cách tập luyện nhiều và ngày nào mình cũng nỗ lực để có thể chơi đàn tốt hơn. Hai chị em có một cái dịp nào đấy để có thể cùng luyện tập cũng như là cùng nhau hòa tấu những cái bản nhạc mà cả hai chị em đều yêu thích không nhỉ? Thưa chị, em ở Hải Phòng, còn chị ở Hà Nội, nên thỉnh thoảng thôi ạ. Thì không biết là những lúc như vậy thì Hùng Anh cùng với chị Ngọc Minh sẽ bàn bạc với nhau như thế nào để có thể tạo ra được một tiết mục song tấu cũng như là những nhạc phẩm hay để dành tặng cho những thành viên trong gia đình. Mình và em cũng tập tốt phần của mình và đến khi ghép lại với nhau thì cũng rất là nhanh bởi vì cả hai người đều đã tập tốt phần của mình rồi nên là không có khó khăn gì hết. Ngọc Minh và Hùng Anh có một sự ăn ý rất là cao trong việc theo đuổi niềm đam mê về nghệ thuật, về âm nhạc của mình đúng không nào? Ngọc Minh thân mến, trong quá trình theo đuổi niềm đam mê với âm nhạc cũng như là với nhạc cụ viola của mình thì không biết là bạn đã đạt được những kết quả gì trong quá trình theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam? Trong quá trình mình học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì mình cũng được một số thành tích, thường xuyên được điểm 10 chuyên ngành và cũng được các thầy cô trong trường rất là yêu quý. Những giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã dìu dắt và hướng dẫn bạn như thế nào? Các thầy cô trong trường luôn trao cho mình các cơ hội để mình được đánh các chương trình lớn và được đánh cùng các thầy cô. Mình rất vui vì điều đó. Mình được biết rằng là Ngọc Minh đã tham gia rất nhiều những
sân khấu, những chương trình lớn nhỏ. Có thể kể tên một vài chương trình mà có sự góp mặt của bạn cũng như là một nhạc cụ không thể thiếu, đó chính là cây viola, được không nào? Năm 2022 vừa qua, mình được tham gia rất nhiều chương trình lớn của Dàn Nhạc Giao Hưởng Hà Nội. Đó là những đêm nhạc Ý, đêm nhạc Baroque, đêm nhạc Mozart, đêm nhạc Beethoven. Và đặc biệt nhất là có sự kết hợp với Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam là đêm nhạc Mahler của thầy Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngoài ra mình còn chơi ở trong Dàn Nhạc Trẻ của Học viện và Dàn Nhạc Trẻ Việt Nam. Qua mỗi lần được trình diễn thì mình cảm thấy tự tin hơn và có thêm kinh nghiệm về sân khấu hơn. Cùng với cây đàn viola của mình, Lê Hoàng Ngọc Minh đã sớm làm quen và tham gia biểu diễn tại những sân khấu lớn nhỏ như các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam gồm Hòa Ca Nhí, Trở Về Với Nguồn Sống hay chương trình Khai Mạc Liên Hoan Du lịch Hà Nội, Hà Nội Đến Để Yêu, lễ trao giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn 2022 và nhiều chương trình khác. Hiện nay, bạn đang tham gia tập luyện và biểu diễn cùng các dàn nhạc Hà Nội Philharmonic Orchestra, Dàn Nhạc Giao Hưởng Hà Nội, Việt Nam Youth Orchestra, Dàn Nhạc Giao Hưởng Trẻ Việt Nam, VNAM Youth Orchestra, Dàn Nhạc Giao Hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Việt Nam National Opera and Ballet, Dàn Nhạc Nhà hát Vũ kịch Việt Nam, Myers Junior Orchestra, Dàn Nhạc Giao Hưởng Trẻ Myers. Không chỉ vậy, Lê Hoàng Ngọc Minh còn tham gia biểu diễn trong các chương trình từ thiện vì cộng đồng như Operation Smile, Tổ chức Vì Nụ Cười, Tết Sẻ Chia, Tết Yêu Thương ủng hộ trẻ em vùng cao, ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt, chương trình Thêm Yêu Thương, Sharing the Love hay chương trình Our Music, Our World kết hợp với Keep Hà Nội Clean, biểu diễn để truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường. Hiện nay, Lê Hoàng Ngọc Minh đang sở hữu kênh YouTube với nickname Ruby, đăng tải hơn 200 tác phẩm ở các thể loại âm nhạc khác nhau, được thể hiện bởi bạn và người cha của mình. Thực sự thì những hình ảnh vừa rồi của Ngọc Minh đã giúp cho cá nhân mình cũng như là các bạn khán giả ngày càng thêm yêu mến và cảm phục đối với âm nhạc và nhất là đối với loại nhạc cụ viola. Khi mà thấy Ngọc Minh phiêu theo dàn nhạc cũng như là hòa những cái âm thanh và trong những giai điệu đẹp thì không biết là qua những cái sự kiện, những cái chương trình thì bạn đã nâng cao cái bản lĩnh trên sân khấu của mình như thế nào? Sân khấu lớn đầu tiên của mình vào năm 12 tuổi. Hồi đó biểu diễn ở trên Hồ Hoàn Kiếm nên có rất đông người xem. Vậy nên mình rất run và sợ mình sẽ không làm tốt khi mà âm nhạc nổi lên. Và mình chơi thì mình cảm thấy rất là thoải mái và không có lo sợ gì nữa. Vậy nên là sau mỗi lần trình diễn sau 3 năm thì mình cũng tự tin hơn nhiều và học được cách trình diễn tốt hơn. Chính vì nhờ tham gia khá là nhiều những chương trình, những cái sự kiện mà đã bồi dưỡng lên được một Ngọc Minh với một sự tự tin khi mà đứng trên sân khấu biểu diễn như ngày hôm nay, đúng không nào? Mình có một thắc mắc nho nhỏ là ngoài những cái giờ mà đã học tập và chơi nhạc cụ viola thì bên cạnh đó cũng sẽ có những cái tiết học văn hóa, thì không biết là bạn cân bằng hai cái việc đấy như thế nào nhỉ? Mình học văn hóa trong học viện nên mình dành thời gian buổi sáng để tập đàn, còn buổi chiều là mình sẽ đến trường học văn hóa cùng các bạn. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng dành ra khoảng trên 4 tiếng để tập đàn. Ngọc Minh đã được tham gia những cái chương trình và sự kiện lớn. Bạn đã có những cái chuyến lưu diễn dài ngày và xa nhà, đúng không nào? Đúng vậy, chuyến xa nhà đầu tiên của mình là cùng với Dàn Nhạc Trẻ, mình đi Nha Trang. Và lần thứ hai của mình là về quê nội Hải Phòng, đánh chương trình Sao Mai, đêm chung kết Sao Mai. Và lần xa nhất của mình là vào thành phố Hồ Chí Minh, chương trình của Vietjet. Lần đi diễn xa nhà lâu nhất của mình là đi Nha Trang, mình đi một tuần. Trong những chuyến lưu diễn dài ngày như thế thì bạn sẽ đi cùng thầy cô, cùng với người thân trong gia đình hay là bạn sẽ tự chủ động? Mỗi lần có những chuyến lưu diễn như thế thì mình cũng có thầy cô và ba mẹ mình cũng đồng hành chuẩn bị cho mình để mình có những màn trình diễn tốt. Mình được biết thì quê nội của Ngọc Minh là ở Hải Phòng,
còn quê ngoại thì là ở Hà Nội. Thì trong những cái dịp mà bạn được về với thành phố Hải Phòng thì cảm xúc của bạn như thế nào nhỉ? Mình cũng thường xuyên được về Hải Phòng và mỗi lần về thì mình cảm thấy rất vui bởi vì đây là quê hương của bố mình. Vậy nên cũng có những cảm xúc rất là riêng. Và Hải Phòng có rất nhiều món ăn ngon, mình rất thích. Đặc biệt là mỗi lần mình về Hải Phòng mình được thăm bà, thăm cô chú và các em. Và được đi biển rất là mát. Và những giây phút như vậy thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Ngọc Minh có những cái mục tiêu hay là những cái dự định gì cho tương lai không nhỉ? Mục tiêu của mình trong tương lai là sẽ trở thành một nghệ sĩ lớn và được công chúng yêu mến. Và sẽ được lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Vậy còn Hùng Anh, không biết là em có những ước mơ gì cho tương lai và liệu em có muốn trong gia đình của mình sẽ ngày càng có nhiều những anh chị hoạt động về âm nhạc? Ước mơ của em là sau này em trở thành một nghệ sĩ biểu diễn khắp thế giới. Em rất muốn gia đình của em thật nhiều nghệ sĩ. Có lẽ với bất kỳ cá nhân nào, khi mà chúng ta đề ra được một cái mục đích ước mơ cho tương lai của chúng ta, cùng với đó cũng sẽ là những giải pháp để thực hiện. Vậy thì tương lai của Ngọc Minh cùng với Hùng Anh vẫn còn dài và có rất nhiều những gợi mở. Vậy thì liệu bạn sẽ vẫn bước tiếp trên cái con đường tiến tới niềm đam mê với âm nhạc của mình bằng tiếng đàn du dương của viola chứ? Tất nhiên rồi. Khánh Vy xin chúc cho Ngọc Minh cũng như Hùng Anh sẽ ngày càng học tập thật tốt và thành công trên con đường tiến tới ước mơ của mình. Xin cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Khánh Vy. Em cảm ơn chị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình thì Ngọc Minh và Hùng Anh sẽ dành tặng cho các bạn khán giả một bản nhạc nào nhỉ? Em xin được gửi tới bản nhạc Habanera from Carmen ở trong vở nhạc kịch Carmen. Tác giả BZ. Em sẽ chơi piano và chị Ngọc Minh sẽ chơi viola. Xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe.